Vì có nhiều khách hàng sử dụng những cái loại hộp số đời cũ và cũng gọi điện hỏi Thái. Nhân tiện Thái sẽ làm một đoạn ngắn tiếp theo là chỉ cho các bạn cách nhận diện các loại hộp số mà trên thị trường đang sử dụng hiện nay theo thứ tự từ cái hiện nay, cái mới nhất cho đến cái cũ nhất. Các bạn cùng xem nhé. Rồi. Và đây là chiếc bắt đầu sao? Và đây là chiếc Innova bản G số tự động đời 2018. Các bạn xem. Đây là hộp số có cấp và cũng giống như các xe Fortuner hay là Camry. Cho cái xe Innova G này thì nó khác cái thằng Fortuner bản V với lại cái cũng cái đời hộp số tự động mới giống như cái xe này. Thì trên Camry, xe cao cấp hơn, đắt tiền hơn, hay là Fortuner V bản hai cầu số tự động thì nó có thêm cái lẫy chuyển số vô lăng. Thì cách sử dụng cái lẫy chuyển số vô lăng, xe này không có nha các bạn, xe này Innova không có, thì nó sẽ có thêm ở đây. Cái cách sử dụng cái lẫy chuyển số vô lăng thì cũng giống như cái phần các mình hướng dẫn các bạn trong cái đoạn clip sau là sử dụng chế độ chạy bán tự động. Thay vì mình gặp cần số thì mình có cái vô lăng, nó có hai cái, một bên cộng một bên trừ. Bên phải là cộng, mình khẩy lên cái thì nó là lên số, mình khẩy thêm cái nữa là lên số nữa. Còn bên trái là trừ thì mình khẩy một cái thì nó giảm số. Cũng rất là thuận tiện và đơn giản, cho nên mình không có thực hành cái này cho các bạn nhiều. Và đây là chiếc Vios G, thì hộp số nó các bạn cũng biết rồi. Đây, bố trí cũng nhìn thấy cũng na ná, nhưng mà nó là CVT. Cái cách sử dụng thì nó như nhau các bạn nhé. Và một cái dạng hộp số nữa từ 2007, 2008 đến 2010 trên xe Vios là các bạn thấy cái cần số của nó cũng có nút shift lock. Tuy nhiên ở phía dưới của nó bố trí cái chế độ bán tự động là L, rồi lên trên là 2, rồi 3D. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc về cái chế độ này. Ở đời này thì hộp số nó được sử dụng loại 4 cấp. Nếu mà chạy bình thường B, R, D thì nó cũng như hộp số hiện tại của mình. Tuy nhiên cái phần sử dụng chế độ chạy bán tự động thì nó có khác đi một chút. L có nghĩa là các bạn đề 3 bằng số 1. Low, L nghĩa là low là thấp, số thấp. Thì điều đó có nghĩa là nó là số 1, không có gì cao siêu hết các bạn nha. Còn 2 thì bạn chỉ chạy số 2, điều đó có nghĩa là nó chỉ chạy tới số 2 mà thôi. Nếu mất trớn nó xuống số 1 và nó lên thì nó lên tới số 2. Bạn đạp ga cách mấy nó cũng số 2 mà thôi. Còn khi bạn đẩy lên 3 thì vị trí này tương tự như là 2 nhưng mà nó cao hơn một số. Là bạn đạp ga cách mấy thì nó lên tới 3 mà thôi. Nếu mất trớn thì nó xuống 2 hoặc là xuống L, tức là số 1. Trong trường hợp bạn chạy bình thường, bạn gạt qua phải một cái thì nó là số D. Thì các bạn chạy bình thường như chế độ D của hộp số CVT mà Vios 2018, anh tiếp 2018 đang trang bị. Tiếp đến là với những dòng hộp số tự động đời cũ hơn, như những dòng hộp số của các xe ở thập niên 90 như là Camry nè, hay là Nissan Sunny. Mà Nissan Sunny mà những đời sau khoảng 2007, 2008 vẫn còn áp dụng, đó là trên cái cần số của nó bạn thấy nó to hơn, nó gồ ghề hơn, nó có một cái nút to to bên trái của cần số. Tức là khi mình chụp cái tay lên cần số mình là nó nằm ngang ngón cái của mình. Thì cái nút to đó nó chỉ là một cái nút cơ khí hoàn toàn. Nó là nút shift lock đó các bạn. Nhiệm vụ của nút này là để khi các bạn hò tay lên, các bạn muốn chuyển ra khỏi vị trí B thì các bạn bấm vô một cái để bạn dời cần số ra khỏi vị trí B. Còn nếu bạn không bấm thì vị trí B nó vẫn bị khóa. Sau khi ra khỏi vị trí B được rồi thì các bạn di dời giữa các vị trí số khác nhau. Có khi là các bạn không cần phải bấm cái nút shift lock này nữa. Một số đời xe nó thiết kế khắt khe hơn thì các bạn dời giữa vị trí D, N thì bạn phải bấm cái nút shift lock này. Hai muốn nhấn mạnh một lần nữa, bản chất của cái nút này nó là cái nút mà để mở cái khóa cho cần số được di chuyển ra khỏi vị trí B mà thôi. Các đời hộp số sau này người ta thiết kế nó thẩm mỹ hơn nên người ta bỏ đi cái nút này và người ta có cái nút shift lock nằm ở bên dưới. Thay vào đó thì người ta thiết kế thêm một cái cơ chế mở khóa cho cần số ra khỏi vị trí B bằng điện. Vì vậy mình phải đạp thắng rồi mình mới dời cần số ra khỏi vị trí B được. Nó vừa an toàn mà nó vừa tiện lợi. Tiếp tục với loại cần số này thì bên dưới của nó có một cái nút nhỏ nhỏ
Nó có chữ O gạch một cái là chữ D. Nút này nó là cái nút điện, nó không, mình bấm nó thì nó chỉ nhích qua nhích lại nhẹ thôi. Nó không giống như cái nút ở bên trên là mình bấm nó, cái hành trình của nó đi nhiều hơn, nó to hơn. Hành trình nó đi nhiều hơn, còn nút này thì mình bấm nó nhẹ. Và khi mình bấm vô một cái thì trên đồng hồ táp lô sẽ xuất hiện một cái đèn OD up. Nút này nó có ý nghĩa là tắt chế độ chạy OD up. O là over, D là ride, tức là chế độ chạy override, tức là tỷ số truyền tăng. Tỷ số truyền tăng tức là cái số cao nhất trên cái hộp số tự động mà người ta thiết kế. Thí dụ hộp số 4 cấp thì đó là số 4, hộp số 5 cấp thì đó là số 5. Thì chế độ OD up này nhằm mục đích là không cho xe nó tự động sang số lên tới cái số cao nhất. Nó cách dễ hiểu là nó sẽ không chạy ở cái số cao nhất. Thí dụ trên cái xe, những xe đời cũ này thường là 4 số và nó sẽ không bao giờ chạy số 4. Cho dù bạn để D và bạn đạp ga cao cách mấy thì nó cũng lên tới số 3 mà thôi. Nhờ như vậy, nhờ cơ chế vậy để nó tạo ra một cái cảm giác lái mạnh mẽ hơn, để nó cho cái môn ánh sáng lớn hơn, và như vậy cái khả năng tăng tốc của nó tốt hơn. Như vậy khi nào thì bạn xài cái chế độ này? Thường các bạn sẽ xài chế độ OD up này khi các bạn chạy trên đường cao tốc và các bạn đang chạy tốc độ tương đối cao, mình ví dụ khoảng 80 cây số giờ, và các bạn muốn qua mặt một cái xe nào đó. Thì nếu các bạn để chế độ D với những cái đời hộp số cũ này thì nó chạy ở số cao nhất của nó, cứ lừ 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 bạn qua mặt, bạn cảm thấy nó chậm và nó không an toàn. Bấm OD up một cái là nó sẽ rớt về một số, và hoặc là bạn chuẩn bị bạn qua, bạn lấy trớn trước khi đó, bạn bấm OD up một cái thì nó sẽ không cho chạy số cao nhất. Vì vậy cái xe của mình nó sẽ giọt đi mạnh mẽ hơn, và bạn nhấn ga và bạn quýt qua xe một cách ngọt ngào. Còn lại trong trường hợp mà các bạn chạy những cái chế độ bình thường, không phải là tăng tốc qua mặt rồi các thứ, thì bạn cứ việc để vị trí D các bạn chạy, không việc gì cả. Các bạn không cần phải lo lắng, không cần phải quan tâm đến cái nút OD up này các bạn nhé. Nhân tiện Thái Lớn cũng xin giới thiệu thêm với các bạn một cái dòng hộp số trên các xe Mỹ đời cũ mà Thái Lớn đã từng được trải nghiệm. Đó là như chiếc Ford Victoria đời 1994, hay là chiếc Ford Mercury đời 94-95. Ở cái thời điểm này thì các xe Mỹ nó lại khoái để cái tay số tự động, nó để cái cần số nằm trên vô lăng. Các bạn nhìn thấy nó nằm một cách chỏng chơ. So với góc nhìn của người châu Á mình thì nhìn nó hơi vô duyên. Tuy nhiên với cái kiểu cần số nằm trên vô lăng dày thì các bạn hình dung thì cái khoảng cách từ cái tay của bạn vịn vô lăng đến cái cần số thì nó rất là gần, cho nên là nó cũng có một cái triết lý, cũng có một cái ưu điểm của nó là cái thao tác của các bạn khi các bạn vô số, chuyển số các thứ thì nó an toàn hơn, nó dễ dàng hơn. Thì cái triết lý thiết kế của người Mỹ nó là như thế. Trên đây là những hộp số, các kiểu đặc điểm nhận dạng của một số loại hộp số tự động thông dụng mà Thái Lớn đã biết và thường gặp trên thị trường. Muốn giới thiệu với các bạn còn nhiều loại, còn nhiều cách bố trí khác đẹp và sang trọng hơn trên những xe cao cấp như là Land Rover, hay là Audi, hay là Mac, hay là Porsche. Tuy nhiên về bản chất bên trong của nó vận hành thì cũng giống nhau, chỉ khác nhau cách bố trí, nhìn nó sang trọng, nhìn nó đôi khi này nhìn không ra nó là cái cần số, cảm thấy nó quyền bí, nhưng mà bản chất sử dụng của nó thì cũng đơn giản. Mình hy vọng rằng với clip này thì các bạn đã nắm những cái căn bản này. Khi gặp những cái xe quá cũ hoặc những cái xe quá hiện đại, từ đó các bạn hãy suy đoán và sử dụng và có thể trải nghiệm nó. Hy vọng là clip này ít nhiều cũng chia sẻ được cho các bạn vài kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thái Lớn trong suốt thời gian vừa qua. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe, xin vui lòng liên hệ Thái Lớn, trưởng phòng kinh doanh Toyota thành Fukushima. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.